Nǐ sàng kè. Đây là bài 3 trong loạt bài khẩu ngữ tiếng Hán học từ đầu của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Kè wěn èr. Bài khóa 2. Chú ý hãy nghe đoạn hội thoại trước khi học phần này. Hãy nhắc lại các từ sau đây. Đinh lực 3. Tinh lỉ bua. Lina. Lín nả. Lục vũ bình. Lù ủy phiến. Giáo viên. Lão sư. Đó là cô giáo của mình. Nà shì wǒ lǎo shì. Nà shì wǒ lǎo shì. Cô ấy là người Trung Quốc, không phải người Việt Nam. Tà shì Trung Quốc rén, bú shì Việt Nam rén. Tà shì Trung Quốc rén, bú shì Việt Nam rén. Cảm ơn. Xie xie. Xie xie. Bây giờ hãy thử nói từ giáo viên Trần. Ở đây, Trần là họ. Nguyên văn là Trần giáo viên. Trần lão sư. Trần. Trần. Trần lão sư. Giả sử giáo viên Trần là nữ, bạn hãy thử nói. Cô giáo Trần chào cô. Trần lão sư, nín hảo. Ở đây bạn chú ý thấy từ xin chào, chào cô. Người ta dùng nín hảo thay vì ní hảo. Nín trong tiếng Trung là từ thể hiện sự kính trọng. Thường dùng với người gặp lần đầu hoặc những người muốn thể hiện sự tôn trọng. Nín. Nín. Em chào cô. Nín hảo. Nín hảo. Cô giáo Trần, em chào cô. Trần lão sư, nín hảo. Trần lão sư, nín hảo. Bây giờ Đinh Lực Ba tiếp tục nói với cô giáo Trần. Đây là anh trai em. Trước tiên là từ đây là. Zhe shì. Zhe shì. Trong tiếng Trung từ đây này là zhe, còn từ kia đó là nà. Hãy thử nhắc lại. Đó là anh trai mình. Nà shì wǒ gě gě. Nà shì wǒ gě gě. Hãy thử nói đây là. Zhè shì. Zhè. Zhè. Zhè shì. Trong khẩu ngữ, người Trung Quốc không thường đọc thành zhè mà hay đọc thành zhè. Tương tự từ nà thường được đọc thành này. Trong loạt bài này, mọi người hãy quen với cách đọc là trẻ và này thay vì đọc là trừa và nạ. Đây là trẻ sư. Trẻ sư. Đây là anh trai mình. Trẻ sư wǒ gě gě. Zhè shì wǒ gě gě. Kia là anh trai bạn phải không? Nà shì nǐ gě gě ma? Nà shì nǐ gě gě ma?
Bây giờ Đinh Lực Ba tiếp tục nói. Đây là anh trai em. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Hãy cùng nghe. Chê sư wǒ gě gě, tā shì wài yǔ lǎo shī. Ở đây, từ ngoại ngữ là wài yǔ. Wài. Wài. Yǔ. Yǔ. Wài yǔ. Âm Hán Việt là ngoại ngữ. Wài yǔ. Giáo viên ngoại ngữ. Danh từ trung tâm là giáo viên, ngoại ngữ đặt đằng trước. Cụm này không bao giờ có tơ. Ngoại ngữ lão sư. Ngoại ngữ lão sư. Tôi là giáo viên ngoại ngữ. 我是外语老师. 我是外语老师. Anh ấy không phải giáo viên ngoại ngữ. 他不是外语老师. 他不是外语老师. Bây giờ hãy thử nói cụm từ giáo viên ngoại ngữ của bạn. Cụm từ này hiện đại cần chữ tơ ở giữa cụm bạn và giáo viên ngoại ngữ. Nǐ de wài yǔ lǎo shī. Nǐ de wài yǔ lǎo shī. Giáo viên ngoại ngữ của bạn. Nǐ de wài yǔ lǎo shī. Hãy thử nói. Kia không phải là bố mình. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ của mình. Nà bú shì wǒ bà bà. Tā shì wǒ de wài yǔ lǎo shī. Nà bú shì wǒ bà bà. Tā shì wǒ de wài yǔ lǎo shī. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Cô Trần, em chào cô. Trần lão sư, nín hảo. Trần lão sư, nín hảo. Bây giờ hãy thử thay Đinh Lực Ba nói cả câu. Cô Trần, em chào cô. Đây là anh trai em. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Trần lão sư, nín hảo. Chê sư wǒ gě gě. Tā shì wài yǔ lǎo shī. Trần lão sư, nín hảo. Chê sư wǒ gě gě. Tā shì wài yǔ lǎo shī. Cô Trần trả lời lại. Chào em. Chào bạn. Nǐ hǎo. Nǐ hǎo. Bây giờ Đinh Lực Ba giới thiệu tiếp. Đây là bạn em. Chê sư wǒ péng yǒu. Chê sư wǒ péng yǒu. Bây giờ bạn hãy thử nói. Kia là bạn trai mình. Nà shì wǒ nán péng yǒu. Nà shì wǒ nán péng yǒu. Hãy thay cô giáo Trần nói tiếp. Chào bạn, bạn cũng là giáo viên phải không? Nǐ hǎo, nǐ yě shì lǎo shī ma? Nǐ hǎo, nǐ yě shì lǎo shī ma? Bây giờ, bạn của Đinh Lực Ba
Trả lời cô giáo Trần là: Chào cô, tôi không phải giáo viên, tôi là bác sĩ. Nín hảo, 我不是老师, 我是医生. Trước tiên là từ bác sĩ. Y sân. Y. Y. Sân. Sân. Y sân. Âm Hán Việt là y sinh. Bác sĩ. Y sân. Y sân. Tôi là bác sĩ. 我是医生, 我是医生. Tôi không phải giáo viên, tôi là bác sĩ. 我不是老师, 我是医生. 我不是老师, 我是医生. Hãy thử nói, bố bạn là bác sĩ phải không? Nǐ bà bà shì yī sheng ma?